Rồi Tùng chào người nha. Tôi tiếp tục trong clip hôm nay Tùng sẽ giới thiệu cho ông người hai hãng máy nha mọi người nha. Trong đó ba con máy nhưng mà hai hãng là hai con của hãng Bay và một con của hãng Shimano. Thì đầu tiên Tùng sẽ giới thiệu cho ông người một con lua. Thì đây là con Biomaster Sa 2000. Đấy. Còn hình con này thì nói chung là tầm khoảng 90% thôi mọi người, nhưng mà hoạt động thì báo êm mượt cho mọi người nha. Thì con này là con Biomaster của Japan. Đấy. Thì con này nếu mà còn ngon á thì trên thị trường nó sẽ có giá là 1,2 triệu nha. Đấy. Thì con này hiện tại Tùng đang bán là 1,1 triệu bao ship cho người nha. Đấy. Hoạt động thì bao êm mượt cho người nha. Đó, Biomaster Eater. Đổi cháu phải đều được hết nha. Anh em làm lưu ở trong tầm giá đó, mọi người mua những cái con như Daiwa này nọ đồ á, hoặc là Shimano á, trong tầm giá không qua được con này đâu nha mọi người nha. Thì đây là con Biomaster. Đây là tay quay đôi cho mọi người nha. Giá 2,1 triệu Tùng sẽ bao ship cho mọi người. Này, đây là dây của nó mọi người. Dây số 2 vào 150 nè, dây số 3 vào 100 nè, và dây số 4 vào được 70m nè mọi người. Đấy, 2000 Victor nha mọi người nha. Đấy. Anh em nào câu được, anh em nào xài dòng này rồi người biết cực kỳ bền luôn rồi. Đó, ha. Đấy. Tôi quay này. Tôi quay thì mọi người gấp được, lên được. Đấy. Hoạt động thì bao êm mượt cho người luôn nha. Đấy. Giá 1,1 triệu Tùng bao ship cho người. Đấy. Ngồi hình thì cá chày nhưng mà hoạt động thì bao trong người luôn. Japan Shimano Sa 2000. Nói chung là lâu lâu Tùng về được con này thôi nha. Anh em nào nhanh tay thì chốt con này. Đó, trong tầm giá thì nói mọi người 1,1 triệu này là không có con nào qua nó đâu người. Và độ bền này, độ kháng mặn này. Đó. Giá 1,1 triệu bao ship nha mọi người nha. Rồi anh em nào nhanh tay thì liên hệ Tùng qua Zalo Tùng hoặc là gọi điện trực tiếp của Tùng. Tùng sẽ nhận cọc và Tùng ship con này đi cho người nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Tùng quay đôi luôn. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua con là Battle 3 Disc size 5000 nha mọi người nha. Này. Thì ngoại hình con này cũng khá đẹp luôn. Ngoại hình tầm khoảng 96% mọi người. Trong máy thì nó tất nhiên nó sẽ có tài nhẹ rồi. Rồi gắn bắt máy. Body dưới đó mọi người. Bên dưới nó này. Thời đó con bên Battle Disc này là nó ra đời sau này nha mọi người nha. Tại nó cải tiến hơn, thứ nhất là về cái bạc đạn. Đó là nó tới 7 bạc đạn. Dòng tua nó là mặt bằng này 5.6 rồi. Đây càng nó này, và đô to một cái chấm này mọi người. Sơn mọi người. Càng nó đẹp đẹp nè. Ở chỗ này là có bị chảy sơn này. Còn bên này thì đẹp. Nó có đầy sơn. Chung là hình tầm 96 thôi. Có dòng đẹp mọi người. Không. Dây là 0.46 và 125m. Trọng lượng con này là hơn 500g nha. 7 vật đạn này. Đa số những dòng bên á thì 5000 á, trọng lượng nó hơn 500g. Mắt rát là 11,3kg luôn người. Cói này. Đó, công nghệ HT100 nha. Cước này là cước tốt luôn nha mọi người nha. Mọi người đỡ xài, Tùng không có tháo ra. Nói chung là trước giờ Tùng bán đồ thì mọi người biết rồi. Cái gì kèm ở trong máy thì Tùng cho mọi người hết. Tùng không có đụng chạm vào hết. Anh em nào cứ về thì cước như thế này là đỡ chơi được rồi, khó vô cước nó sẽ tốn mọi người một khoản nữa nha, cứ đỡ vậy chơi. Thì máy này nó sẽ có bao đi theo, bao theo. Đó. Mở đây mọi người. Đó. Nói chung là Tùng sẽ mở hết bên trong cho mọi người coi, cho những anh em khó tính này, mở zin nó luôn nè mọi người. Có nhiều anh em khó tính đó mọi người, Tùng cho anh em coi hết luôn. Bạc đạn nó trên này, một bạc đạn của con này cải tiến nó sẽ có trên cái vòng bi này, này. Thì khi mọi người kéo cá nó sẽ mượt hơn, nó sẽ khỏe hơn. Đó, nó sẽ hỗ trợ cái cối này tốt hơn. Này, mở nó mọi người, màu xanh nó không còn này. Này, cái tiếng mô biên của con này mọi người. Không. Còn gạt của con này cũng khá là mạnh luôn nha. Đây là con Disc, là bản cải tiến của cái dòng Battle nha. Nó cải tiến vào vòng bi. Và sức mạnh. Rồi.
giá con này là Tùng bán là 1.650.000 cho mọi người nha. Một con hình rất đẹp. Chỉ 650 nha mọi người nha. Con máy này nguyên zin. Anh em mà thích thì liên hệ Tùng nha. Máy khá đẹp, 1.650.000 nha mọi người nha. Đây. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ qua con bay cuối cùng, con bay này con bay giá rẻ thôi người. Đây, con bay này nó sẽ có hộp luôn nha. Đây, đây là con bay Varon SW 5000, thông số năm người. Con này dùng quay nó 5.2, trọng lượng 530g, cước của nó 0.45 vào 120m à. 0.45 vào 120m nha mọi người nha. Đấy. Thì con này nó có sẵn cước. Đây, bộ pin của nó này mọi người. Con này là 0.38 vào 220 này mọi người. 0.45 vào hơn 100m. Đấy. Thì con này vừa 10 con xong vô tư luôn. Thì giá con này Tùng bán là 850.000 đó. Con này chạy lên nền tảng là 3 cục đạn này. Đấy, anh em là câu bên này còn hơn con Rami luôn người. Này không, 850.000. Một con máy full hộp. Hộp động thì bao êm mượt. Đấy, êm mượt. Thời đó dòng này là cốt xuyên tâm nha mọi người nha. Thằng người dẫn này nè. Đấy, thì xuyên tâm. Xuyên tâm. Máy nó còn khá đẹp luôn. Máy khá đẹp luôn nha. Mô pin con này kêu khá là hay luôn. Xíu. À, giá 850.000. Núm con này là núm hộp dịch nha mọi người nha. Dịch. Và cái tay quay nó cũng khá là dài luôn. Dài như thế này thì mọi người cái thao tác của mọi người sẽ dễ hơn. Đấy. Thì con này nó sẽ có là hộp nè. Bao bên luôn, hộp bao bên có sắt luôn nha mọi người nha. Đó. Cái này là đỡ đựng cái tay quay nha mọi người, tại máy thì đỡ trong cái bao. Con này cũng khá nhiều đạn mọi người, 6 building nha, con này 6 building luôn. Đó, ông ta, được coi. Không phải 6, con này chỉ có 2 cộng 1, 3 building thôi. Building con này chỉ có 3 thôi mọi người. Sao đỡ là số 6 ra Tùng chưa hiểu lắm. Trên này đỡ này, tiếng Anh là Tùng không biết dịch nha. Theo building đây nè, không hiểu cái này lắm. Nói chung là con này cũng là còn khá đẹp luôn. Giá 850.000 nha. Đó, anh em nào về câu sông này, câu hồ này đều được hết nha. Đó. Giá con này là 850.000 nha. Còn con Bio Master này là giá 1.1 triệu, Tùng đã bao ship cho người rồi. Đấy, về lua vô tư luôn nha mọi người nha, chơi nước mặn. Đấy, 1.1 triệu. Nó lâu lâu Tùng mới được một con lua nha. Anh em mà tranh thủ đi. Còn con này là 1.650.000. Một triệu 650 nha. Có bao bên đầy đủ luôn. Tôi cứ sẵn luôn. Đấy. Rồi. Anh em nào mua thì liên hệ số Zalo dưới Tùng nha. Thì Tùng sẽ chat Zalo với mọi người. Thì Tùng sẽ nhận cọc. Và Tùng sẽ ship hàng đi. Khi ship hàng đi thì mọi người kiểm tra hàng đầy đủ. Khi mọi người cọc rồi thì mọi người sẽ kiểm tra hàng ok, mọi người sẽ nhận và thanh toán số tiền còn lại nha. Thanh toán tiền còn lại cộng với ship. Cái nào Tùng bao ship thì Tùng sẽ tính ship hết cho mọi người rồi. Còn cái nào Tùng không bao ship thì mọi người sẽ thanh toán ship cho Tùng nha. Đấy. Đấy. Anh em nào chưa có máy thì cứ liên hệ Tùng nha.
Nói chung là những con máy mà Tùng thanh lý thì Tùng đã kiểm tra kỹ rồi, và Tùng sẽ nêu cái tình trạng của nó hết lên trên này rồi đó. Thì anh em chỉ việc là mua về xài thôi. Đấy, mua về xài đó. Kiểm tra hàng có bị lỗi gì thì cứ báo lại Tùng. Nói chung là Tùng kiểm tra kỹ rồi người. Rồi ok, nếu người thấy hay thì đỡ lọt là mình ký giúp Tùng nha. Rồi cảm ơn người nhiều. Hẹn người clip sau nha. Bye bye.